nếu các bạn không tin lời mình nói thì các bạn cứ truy cập vào cái trang web này thử và các bạn tìm kiếm xem, nó không hề có cái nút nạp tiền và cũng không hề có cái tính năng giới thiệu bạn bè qua đường link để mà kiếm hoa hồng gì tất cả các bạn nha. Thì ở đây nếu các bạn thấy các bạn mà YouTuber nào mà review cái trang web này á là không hề với mục đích là tuyển rác nha các bạn. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Lương Sơn Áp. Thì hôm nay là ngày 2 tháng 5, thì cũng vừa qua cái ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Thì xin chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ lễ thật là ấm áp, hạnh phúc và là vui vẻ bên gia đình và người thân, bạn bè của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho quý vị và các bạn một món quà, đó chính là một cái nền tảng web để giúp chúng ta kiếm tiền. Thì món nền tảng web này nó chỉ thuần về là kiếm tiền, không có chức năng nạp tiền và cũng không phải là map đa cấp. Thì mình mới nói là một đem đến một cái món quà cho các bạn, bảo đảm với các bạn là uy tín 100%. Tại vì sao uy tín? Tại vì là nó không có nạp tiền vào được, nó không có chức năng nạp tiền và cũng không có chức năng đa cấp, không có chức năng tuyển rep. Đây chỉ đơn thuần là một cái con app do một cái cộng đồng những cái bạn YouTuber làm về cái mảng kiếm tiền online, với một mục đích là tạo ra một cái sân chơi giúp cho tất cả mọi người có thể kiếm tiền một cách thật là dễ dàng qua việc là xem video. Các bạn chỉ việc là xem video và rút tiền thẳng về tài khoản ngân hàng, rất là dễ dàng mà con nít 3 tuổi cũng có thể làm được. Đây là một điều rất là tâm huyết đến từ các bạn và YouTuber, và hôm nay mình sẽ nhận là nói chung là mình review miễn phí cho tất cả các bạn vì mình cảm thấy cái dự án này nó quá là hấp dẫn các bạn, rất là nói chung là có ích cho xã hội. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về việc đăng ký tài khoản. Thì đầu tiên á, bởi vì nó chỉ có trên cái nền tảng web cho nên các bạn có thể là đăng nhập bằng máy vi tính nè, iPhone hoặc là Android, tất cả các hệ điều hành thì các bạn đều có thể là đăng nhập vào được và các bạn đăng ký một cái tài khoản như mình được. Thì thí dụ bây giờ mình đang làm trên cái điện thoại Samsung á, thì các bạn vào bất cứ một trình duyệt nào cũng được. Ở đây mình xài cái Samsung Internet nha các bạn. Rồi bạn bấm một cái thanh tìm kiếm ở phía trên, các bạn gõ vào cho mình là số 2 nè, 2 phút kiếm tiền .com. Các bạn gõ không có dấu nha, các bạn gõ đúng cho mình là 2 phút kiếm tiền .com thì nó mới vào đúng cái trang web nha các bạn. Rồi các bạn bấm một cái nút đi. Đó, các bạn vào đúng cái trang web thì nó mới có cái giao diện như thế này các bạn nha. Đó, cái trang web nó sẽ có kết quả, có một cái giao diện như thế này. Thì đây là lịch sử kết quả, đây rất nhiều bạn đã đăng ký vào cái trang web này rồi. Ok, thì bây giờ để trước tiên á, mà để có thể kiếm tiền trên cái trang web này thì các bạn cần đăng ký một cái tài khoản trước, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền sau nha. Rồi các bạn sẽ bấm một cái nút đăng ký ở phía trên này, có cái nút đăng ký nhỏ nhỏ này nha, các bạn bấm vào để chúng ta tiến hành là đăng ký tài khoản. Thì ngay chỗ họ tên á, thì bạn điền đúng với cái họ tên ghi trên thẻ ATM của bạn để tiện cho cái việc rút tiền của mình nha. Vì các bạn ghi cái họ tên khác với cái tài khoản ăn ngân hàng của bạn á, thì cái việc rút tiền có thể là nó sẽ không về đâu nha. Rồi cái dòng thứ hai á, thì các bạn sẽ rồi cái dòng thứ hai thì bạn nhập cái số điện thoại của mình vào. Rồi tiếp theo là cái dòng ngày sinh, thì bạn sinh ngày nào bạn nhập ngày đó thôi. Đó, chúng ta có thể nhập có khoảng cách ra các bạn, như hai số ngày sinh và hai số tháng sinh và năm sinh các bạn. Rồi tiếp theo là cái dòng email. Thì cái dòng email này bắt buộc là các bạn phải có email để nó gửi mã xác minh về email cho chúng ta. Thì các bạn bắt buộc là các bạn phải có cái email để các bạn đăng ký. Và các bạn lưu ý cho mình đó là chúng ta không sử dụng một cái điện thoại chúng ta đăng ký nhiều tài khoản. Vì đây là mục đích người ta tạo ra một app và một sân chơi rất là lành mạnh cho chúng ta, thì chúng ta phải tuân thủ cái kỷ luật ha. Chúng ta mà tạo nhiều tài khoản với một mục đích trục lợi từ cái nền tảng web này, nếu mà phát hiện ra thì các bạn sẽ bị khóa tài khoản và các bạn sẽ không thể rút tiền được nha các bạn. Cho nên á, với mỗi người thì chúng ta chỉ nên đăng ký một tài khoản thôi nha các bạn. Kiếm tiền tuy là cái app này, cái trang web này kiếm tiền rất là ít nhưng mà nó cực kỳ là uy tín nha các bạn. Ok, và tiếp theo các bạn sẽ điền cái tên tài khoản của mình, sẽ điền là Lương Sơn App. Rồi tiếp tục là các bạn tạo mật khẩu đăng nhập nha các bạn. Tạo mật khẩu đăng nhập thì các bạn tạo cục cái gì cũng được nhưng mà các bạn nhớ để bạn đăng nhập là được rồi. Tiếp theo các bạn chép vào ô tôi không phải là người máy và tiếp tục các bạn bấm vào cái nút đăng ký nha. Ok, sau khi các bạn bấm tiếp tục á thì nó sẽ hiển thị là tài khoản bạn chưa xác thực, thì lúc này bạn cần xác thực. Thì bạn bấm vào cái nút ok để mình thực hiện cái bước xác thực nha bạn. Rồi lúc này nó sẽ gửi một cái mã về cái email của bạn đã đăng ký. Bạn lúc này bạn vào đăng nhập vào email để bạn đem cái mã đó là gì để bạn nhập vào. Vâng, thì lúc này mình đang truy cập vào cái email của mình, thì các bạn nên truy cập vào cái thùng thư rác. Nhiều khi nó sẽ nằm ở trong cái thùng thư rác của các bạn nha. Các bạn bấm vào cái ba gạch ở trên đây nè, các bạn chọn là ngay chỗ thư rác nè các bạn ha, hoặc là chỗ tất cả thư cũng được ha. Thì ở đây bạn sẽ thấy là tiêu đề là kiếm tiền 2 phút nè. Bạn bấm vào thì bạn sẽ thấy được cái mã xác minh của mình là LH17TK, thì bạn sẽ nhập cái dòng này vào nha. Đó, nhập như vậy các bạn nha, và bạn bấm vào đồng ý. Rồi như vậy là mình đã xác thực cái tài khoản thành công nha các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi kiếm tiền nha. Thì các bạn phải đến cái phần là bạn bấm vào cái dấu ba gạch ở đây ha. Bạn bấm cái mục là xem video kiếm tiền nha. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ là xem cái video đầu tiên. Bạn nhớ là phải xem trong mục xem video kiếm tiền nha. Rồi rồi rồi. Và các bạn lưu ý nha, cái video nào mà mình đã xem rồi á thì mình không được xem lại nữa. Mình bấm vào cái nút này để cho nó phát video. Thì ở đây nó có cái đồng hồ đếm nè bạn. Bạn chờ nó đếm đúng 2 phút thì chúng ta mới được cộng điểm nha bạn. Bạn xem một cái video như vậy bạn sẽ được là 200 điểm, nó tương đương với lại 200 đồng. Một cái nền tảng kiếm tiền mà mình thấy xem một cái video được nhiều tiền nhất từ trước đến giờ các bạn. Như các bạn chơi những cái con app khác á, thì các bạn xem một cái video các bạn chỉ được mấy chục đồng thôi. Nhưng mà đặc biệt đối với con app này, các bạn xem một video chúng ta được 200 đồng luôn các bạn. Các bạn xem càng nhiều thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Các bạn có lẽ là đang thắc mắc tiền lấy đâu mà cái trang web này nó trả cho các bạn đúng không? Thì bây giờ mình sẽ là phân tích cho các bạn hiểu về cái trang web này nó vận hành như thế nào. Nó sẽ là công khai, minh bạch, toàn bộ, nó không có gì giấu giếm, bởi vì nó không phải là app đa cấp nha các bạn. Thì ở cái trang web này nó có rất nhiều video và nó có cái địa chỉ liên lạc, chút xíu mình sẽ chỉ cho các bạn. Những cái người mà ta muốn quảng cáo cái video, người ta sẽ liên hệ với con app này, người ta phải trả một cái số tiền nào đó để cái video người ta xuất hiện trên đây để các bạn vào các bạn xem. Bởi vì cái thời lượng xem ở trên đây nó rất là cao, đến 2 phút, cho nên là cái chất lượng view nó rất là cao, nên người ta sẽ phải là trả nhiều tiền để video người ta được xuất hiện trên đây. Đó là cái nguồn thu thứ nhất từ cái trang web. Nguồn thu thứ hai là sẽ đến từ những cái quảng cáo Google của bạn. Khi mà trang web nó có một cái lượng truy cập nó lớn thì nó sẽ gắn những cái quảng cáo Google trên đây. Hiện tại thì con web này nó mới ra cho nên là nó vẫn chưa có quảng cáo kết nối và liên kết với lại Google, thì nó chưa có hiện quảng cáo, nhưng mà sau này chắc chắn là sẽ hiện quảng cáo lên. Và nó sẽ có hai cái nguồn tiền nó thu nhập như vậy, thì nó sẽ trả là một phần cho các bạn khi các bạn làm nhiệm vụ là xem video. Ok. Và các bạn lưu ý, các bạn đang xem video thì các bạn cứ để màn hình như vậy, các bạn xem, các bạn đừng có tắt đi nha. Thì nó mới cộng điểm cho mình nha các bạn. Ok, thì chúng ta cứ chờ nó đến đúng 2 phút thì chúng ta sẽ được nhận điểm nha các bạn. Ok, và sau khi là mình đã xem video đủ 2 phút thì nó sẽ hiện là video xem đã cộng 200 điểm các bạn. Nhưng mà lúc này ở trên cái tên mình nó vẫn hiển thị là 100 điểm, thì lúc này mình làm mới lại thôi. Đó, mình làm mới trang web lại là bạn sẽ thấy 200 điểm xuất hiện trên đây ha. Thì cái min rút của con web này á, thì nó là 10.000 nha các bạn. Thì các bạn sẽ xem video thì các bạn sẽ nhanh chóng đi kiếm đủ 10.000 để bạn rút một cái video nó đến 200 đồng. Bạn xem 10 video là bạn được 2.000 rồi, đúng không? Thì bây giờ để rút tiền á, các bạn sẽ bấm vào cái tên của mình nha. Bạn sẽ bấm vào cái tên của bạn. Bạn sẽ bấm vào cái phần là thông tin thành viên. Thì ở trong cái thông tin thành viên này á, thì nó sẽ hiển thị đầy đủ những cái thông tin mà bạn đã đăng ký ha. Thì bây giờ bạn kéo xuống dưới, thì ngay chỗ này nó có một cái là yêu cầu rút tiền đó, bạn bấm vào đây nha. Thì các bạn sẽ là chọn cái số điểm bạn muốn rút nè. Thì cái min rút nó là 10.000. Khi các bạn là đủ 10.000 điểm rồi đó, bạn sẽ điền là 10.000 vào. Các bạn chép vào tôi không phải người máy và các bạn bấm đồng ý là rút tiền về tài khoản của mình. Và các bạn đặc biệt lưu ý, trước khi rút tiền á, thì các bạn phải thêm cái số tài khoản vào nha các bạn. Đây là ngay cái dòng này nó có cái số tài khoản ngân hàng nè, và cái tên ngân hàng và tên chủ tài khoản. Thì các bạn nhớ là thêm vào, bạn bấm vào cái cây viết để các bạn cập nhật cái tài khoản ngân hàng để bạn rút tiền. Chứ mà các bạn chưa có thêm thông tin ngân hàng vào mà các bạn bấm rút tiền á, thì người ta không biết là chuyển tiền về đâu cho các bạn hết nha. Thì các bạn ở đây các bạn có thể là điền tên chủ tài khoản nè, sau đó các bạn điền tên ngân hàng và các bạn điền số tài khoản nha các bạn. Chủ tài khoản thì các bạn điền giống với cái tên thật lúc đầu bạn đăng ký nha, và viết hoa toàn bộ hồ tên, không để giống nha các bạn. Rồi cái tên ngân hàng thì bạn cũng ghi chính xác ha. Vietcombank thì các bạn ghi là Vietcombank nè, MB Bank thì bạn ghi là MB Bank, còn Techcombank các bạn ghi là Techcombank. Rồi số tài khoản các bạn cũng lưu ý là ghi cho đúng cái số tài khoản ngân hàng của bạn thì tiền nó mới về đúng cái ngân hàng của bạn được nha. Các bạn cũng chat vào tôi không phải là người máy và đồng ý. Rồi sau đó chúng ta sẽ là đi đến gửi yêu cầu rút tiền như hồi nãy mình hướng dẫn nha các bạn. Ok, ở đây các bạn thấy rõ là một điểm nó bằng một Việt Nam đồng đó, cho nên là 200 đồng, 200 điểm sẽ bằng 200 đồng các bạn. Thì bây giờ mình đã xem video như vậy rồi, các bạn quay trở lại cái trang mà xem video kiếm tiền để các bạn xem tiếp tục những cái video khác để các bạn tiếp tục kiếm tiền nha. Rồi cái video đầu tiên hồi nãy là mình đã xem rồi, nó các bạn tiếp tục bạn xem video thứ hai. Rồi các bạn sẽ xem tiếp tục video thứ hai để các bạn kiếm thêm điểm nha. Thì mỗi ngày nó sẽ làm mới lại video cho chúng ta, mỗi ngày chúng ta sẽ xem những video khác nhau để chúng ta tiếp tục lên chúng ta kiếm điểm nha các bạn. Và ở ngoài trang chủ các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng, các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng, các bạn sẽ thấy cái thông tin liên hệ là email và Telegram. Những bạn nào muốn đặt cái video của bạn lên đây thì các bạn sẽ liên hệ với cái email này hoặc là cái Telegram này để cho đội ngũ của bên cái trang web này họ sẽ là
thương lượng với các bạn về cái giá cả hay như thế nào đó, thì các bạn sẽ cho các bạn đặt những cái video của bạn lên đây để cho những người khác làm nhiệm vụ. Mình thấy là cái phần này nó cực kỳ là hấp dẫn đối với những bạn làm về cái mảng kiếm tiền online, tại vì những cái bạn mà xem video làm nhiệm vụ ở đây là toàn bộ là khán giả đều quan tâm đến cái mà kiếm tiền online. Bạn đặt video bạn trên đây rất là hợp lý luôn, bởi vì tiếp cận được đúng cái đối tượng mà các bạn đang mong chờ. Nó khác biệt hoàn toàn khi các bạn chạy quảng cáo trên Facebook hoặc là chạy quảng cáo trên YouTube, nó tiếp cận đúng đối tượng các bạn. Bạn mà khi các bạn muốn tiếp cận đúng đối tượng mà các bạn chạy quảng cáo Google Ads thì các bạn sẽ tốn một cái chi phí, một cái giá thầu rất là cao mà nó không mang lại hiệu quả bao nhiêu hết. Nhưng mà bạn khi bạn bỏ cái video bạn lên đây, thứ nhất là bạn vừa được chất lượng thời lượng xem trung bình là 2 phút trở lên, và cái thứ hai các bạn sẽ tiếp cận được cái đối tượng mà đang quan tâm đến cái video, đang quan tâm đến cái chủ đề kiếm tiền online của bạn nữa. Cho nên các bạn nào mà đang làm YouTube, các bạn đang làm YouTube mà các bạn cảm thấy cái lượng view của mình nó quá ít á, thì các bạn có thể là liên hệ với email 2 phút kiếm tiền để được đặt cái video của bạn ở trong những cái trang làm nhiệm vụ này, để người khác vừa làm nhiệm vụ mà có thể là vừa quan tâm đến cái video của bạn, quan tâm đến nội dung của bạn, vào đăng ký kênh cho bạn hoặc là vào đăng ký những cái con app mà bạn đang review. Cái đó mình nền tảng này mình làm mình cảm thấy nó cực kỳ là hay ho luôn các bạn. Và ngoài ra thì nó có một cái group chat, thì các bạn có thể là bấm vào để các bạn qua cái group chat nè, cái group tổng Telegram của con web này để các bạn giao lưu với là những cái người bạn khác cũng đang làm nhiệm vụ như chúng ta. Thì cái con web này nó sẽ giúp cho hai đầu luôn. Một, thứ nhất là giúp những bạn học sinh sinh viên, những bạn mà em điểm sửa có thể kiếm thêm được vài nghìn mỗi ngày các bạn. Đó, các bạn có việc là xem video. Và cái mục đích thứ hai có thể giúp cho những bạn YouTuber kiếm tiền online, đang làm về cái lĩnh vực kiếm tiền online, có thêm những cái lượt view, có thêm những cái lượt tương tác, những cái lượt tiếp cận thực sự là chất lượng từ cái con web này. Khi mà các bạn đặt cái video của bạn lên trên con web này thì hoàn toàn cực kỳ là yên tâm, bởi vì con web này không phải là một con app đa cấp. Và mình sẽ cam kết với các bạn luôn là cái con app này là nó có thể là đi rất là lâu dài đối với chúng ta, thì nó không phải là app đa cấp, và cái nguồn chi, nguồn thu của nó công khai minh bạch rất là rõ ràng. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like. Những bạn nào lần đầu tiên đến với kênh channel của mình thì hãy bấm vào cái nút đăng ký kênh và bật chuông chọn nhận tất cả thông báo. Bây giờ thì xin chúc các bạn thật kiếm được thật nhiều tiền và gặp thật nhiều may mắn, thành công trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.